Nó bị cảm hay chứ? Chưa em xong đó hả? À mòn cho nên là dặn không vô. Dặn vô nhưng mà nó bị lạc. Dạ. Đây là thay thay quai. Thay cái mút này được hay chú? Thay được. Thay hết luôn ha. Thay hết chịu cái nón. À, mua nón mới luôn, có luôn. Dụng cụ đầy đủ ha. Tất cả các loại nón luôn hả chú? Giá bình dân ha. Chú sửa này là bao lâu rồi? Chào lâu dữ ha. Dạ. Quý vị thấy là ngoài sữa nón ông còn bán nón ha, giá bình dân. Để cha quay chút xíu. À, bán cá lợi kiến đó. Ngoài ra thì còn bán một số như là túi xách. Túi xách với dây nịt bóp da. Giá bình dân thôi. Một cộng dây nịch này là 100.000. Cái túi này là giá 115.